kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại. Sáng ngày 17 tháng 7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại. Phát biểu khai mạc, Phó Tổng biên tập Báo Công Thương Nguyễn Tiến Cường cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, triển khai mạnh công tác thông tin, tuyên truyền một cách chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, tăng cường truyền thông, quảng bá sản xuất kinh doanh, thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, thông qua đa dạng các hình thức truyền thông như tin, bài, ảnh, talk show, hội thảo. Các hoạt động này bên cạnh việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng cũng là giải pháp để quảng bá các kênh tiêu thụ, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Hiện nay, các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại được nhiều người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn là nơi mua bán sản phẩm an toàn, uy tín. Hàng hóa trong các hệ thống bán lẻ hiện đại được kiểm soát kỹ lưỡng về chất lượng, mẫu mã và giá cả. Hệ thống phân phối logistics chuyên nghiệp hơn so với chợ truyền thống nên hàng hóa được đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Tất cả các mặt hàng cung cấp đều phải đạt các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và trải qua quy trình kiểm soát từ việc nhập hàng cho đến khi ra thành phẩm nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa đủ tiêu chuẩn khi đến tay khách hàng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thương mại điện tử cũng đang là phương thức kinh doanh phổ biến làm thay đổi nhiều cách thức mua hàng của người tiêu dùng. Người dân có thể dễ dàng mua các thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến sẵn sàng tiêu thụ trên thị trường mạng, chỉ trong vài phút đặt hàng, thanh toán và nhận đơn hàng tận cửa. Vì vậy, để thương mại điện tử ở Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững, các cơ quan chức năng cần siết chặt, quản lý, kiểm soát chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm trên môi trường này. Năm 2023, sau khi Nghị định 85 năm 2021 có hiệu lực, thì chúng tôi đã gỡ bỏ những cái sản phẩm mà liên quan đến an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế, hoặc là những cái thực phẩm chức năng mà đã được cơ quan điều tra kết luận, hoặc là Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế đã có ý kiến và yêu cầu gỡ bỏ từ cái việc là bán hàng trên các cái nền tảng này. Và cái kết quả hiện nay mà chúng tôi ghi nhận từ năm 2023 là gỡ bỏ được 17.234 sản phẩm và chặn được 5.576 gian hàng vi phạm trên các cái nền tảng. Hội thảo kết nối sản phẩm, thực phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại là diễn đàn để các cơ quan quản lý, hiệp hội, các trường, viện, các tổ chức kinh tế, thương mại, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm, các cơ quan thông tấn báo chí cùng nhau thảo luận nhằm tăng cường công tác truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Những ý kiến của các đại biểu sẽ được Bộ Công Thương tổng hợp nhằm xác định, nắm bắt nhu cầu truyền thông, kết nối cung cầu thực phẩm an toàn. Từ đó, Bộ sẽ có cơ sở để đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại.